Hi, chào anh em ngồi chị Chia Lượng, mình là Tờ Lũ N98. Mai rất vui chào lại bạn trong video ngày hôm nay với khung giờ tương đối quen thuộc, khung giờ 20h59. Hôm nay thì ngoài 20h59 ra thì mình cũng có một chủ đề mình tin rằng cũng rất là hot để cho các anh em có thể gọi là bàn luận cũng như là tham khảo các ý kiến. Trong đó thì có ý kiến của mình về cái chủ đề đó là Omega Google. Mình sẽ không đưa ra nhiều ý kiến tranh cãi đâu, bởi vì thực sự hồn khí của Omega Google nó sẽ thay đổi rất là nhiều mặt về sức mạnh của Omega Google, cả về mặt tấn công lẫn về mặt phòng thủ. Mình cho rằng điều đấy là hết sức là chính xác, khi mà với những võ sĩ thông thường thôi, cái khả năng của nó sau khi tùy vũ khí đó đã kinh khủng khiếp rồi, thì tư chất 15 như Omega Google mình nghĩ rằng càng phải kinh khủng hơn, đúng không? Do đó thực sự lâng hồn vũ khí Omega Google là cái điều bắt buộc và cần thiết. Nhưng với mình thì quan trọng là cái thời điểm nào là cái thời điểm lên bung kim cương, lên cho tướng học đầy đủ mới là thời điểm quan trọng. Tuy nhiên thì mình cho rằng kể cả cái việc đó là có lâng hay là không lâng thì đều có những cái mặt trái chiều khác nhau. Ở đây thì mình sẽ phân tích một chút về lâng lên thì được cái gì và không lâng lên thì sẽ được cái gì, đúng không? Trước tiên là lâng lên thì mình nói luôn là ngoài các cái chỉ số công thủ HP vân rồi là các hiệu ứng vân nó sẽ mạnh hơn. Cái này thì để các bạn là cái gì để một cái video nào đó mình review cụ thể chi tiết về Omega Google thì mình sẽ nói về cái mặt cực kỳ gọi là tích cực của, hay là sức mạnh cực kỳ gọi là thay đổi của Omega Google sau khi thức tỉnh vũ khí thì nó sẽ như thế nào. Ở đây thì mình chỉ có thể nói vắn tắt là nó rất là mạnh. Ở đây thì Ray Khang là một cái người đã thức tỉnh vũ khí của Omega Google và nói rằng là nó được gọi là x2 sát thương, và rõ ràng cái cảm giác ấy thật sự là phê pha, đúng không? Và mình cho rằng quan trọng nhất các bạn ạ, đó là cái cảm xúc của mình đạt được khi lần đầu tiên được gọi là cái trải nghiệm cái cảm giác được hồn vũ khí Omega Google ngay đầu tiên. Bang Long Nguyễn Sumo S7 đấy các bạn ấy cũng là một người chơi lâng hồn vũ khí Omega Google lâng đầu tiên của server, thậm chí là lâng 2 sao. Mình tin rằng cảm xúc của bác ấy cũng không nhiều người có thể gọi là đạt được, cùng lắm là chia vui cùng thôi chứ không nào đạt được, đúng không? Và mình cho rằng cái cảm xúc đấy hoàn toàn là không thể đánh đổi được nếu như mà bạn nâng hồn vũ khí của Omega Google một cách muộn màng. Thì cái này thì mình hoàn toàn là cái gì nhỉ, phải công nhận, và những ai đi sau thì phải chấp nhận điều đó, đúng không? Đấy là sự thiệt thòi cho những người nâng về sau khi mà không thể được trải nghiệm cái cảm giác lần đầu. Ê, lần đầu phê lắm các bạn ạ, cái gì thế thôi. Đấy. Còn cái gì nhỉ, những ai mà không nâng được hồn vũ khí Omega Google lần này thì mình nghĩ cho rằng cũng không có gì phải gọi là nuối tiếc cả, bởi vì bạn mặc dù không nhận được cảm giác đó nhưng chúng ta sẽ tiết kiệm một lượng kim cương theo mình là khổng lồ, vì cái giá để mở ra cái sự kiện vòng quay Omega Google lần này nó không hề rẻ đúng chút nào cả. Rút 5 lần thì lấy hết 400 kim cương, và cái mức trung bình mà mình nhận thấy từ người chơi thì rơi vào khoảng độ 25.000 cho tới thậm chí là 30.000 kim cương một hồn vũ khí của Omega Google, và không có hiệu hồn sách đi kèm. Đi kèm với nó thường là mảnh vạn năng cũng như là đồ ăn vân vân, những cái thứ mình cho rằng nó không có nhiều giá trị như là hồn hiệu hồn sách. Do đó hồn vũ khí của Omega Google phải nói là rất là đắt. Tuy nhiên đây là một cái giá mà nhiều người biết là đắt vẫn lấy, bởi vì như mình vừa nói tất cả là sự đánh đổi mà thôi. Còn cá nhân mình thì các bạn cũng mình đã nói từ mấy video trước rồi, mình sẽ phải quan tâm hơn đến một số sự kiện khác và không đủ điều kiện để chơi Omega Google, nên mình bắt buộc phải đánh đổi. Mình xét lại đây là đánh đổi, lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn, đúng không? Bắt buộc mình phải đánh đổi được cái lọ và được cái nọ và mất cái chai, đúng không? Mình không thể nào gọi là cái gì nhỉ? được tất đâu các bạn ạ, trừ khi thì phải có rất là nhiều điều kiện, đúng không? Thì mình không có nhiều điều kiện quá, sau đó thì mình phải có một sự tính toán sao cho hợp lý, và mình đã lựa chọn con đường là không lấy Omega Google cho cái cuộc đua này để đảm bảo cái kế hoạch tiêu kim cương của mình nó thật là hoàn hảo và chính xác. Rồi ok, nhưng mà mình tin rằng cái hồn vũ khí Omega Google của mình cũng sẽ sớm được hoàn thành thôi, chứ cũng không phải gọi là quá muộn đâu. Tất nhiên mình sẽ phải chấp nhận một chút là sức mạnh của đội hình mình sẽ bị giảm sút một chút trong những ngày gần đây, trong những ngày sắp tới, khi mà hồn vũ khí Omega Google của nhiều người chơi khác sẽ được thức tỉnh. Rồi, đó là những cái quan điểm của mình về hồn vũ khí của Omega Google. Cũng vừa hết cái thời gian để mình canh me, đúng không? Mình sẽ phải trật tự trong vòng khoảng độ 30 giây để đếm thời gian thật chính xác. 30 giây, bắt đầu. Rồi ok, mình nghĩ là hết thời gian rồi đấy các bạn. Theo đồng hồ của mình đó là hết thời gian rồi. Do đó thì trận này mình thôi cũng xem luôn. Đấy, trận cuối rồi đúng không? Rồi quả vừa rồi đã kháng tới 4% chí mạng, nhưng mà mình nhìn không nhầm thì EODZ vẫn chí mạng được, đúng không? Khá là ảo diệu.
Rồi, Xiaomi sẽ được giải hiệu ứng thôi, nhưng mà nó sẽ không được tung tuyệt kỹ. Rồi, không thể đỡ đòn mấy nhỉ. Khả năng trận này mình thua rồi. Xiaomi nó không hồi sinh. Muốn thắng được Sumo thì mình phải thiên thời, địa lợi, nhân hòa các bạn ạ. Đấy, Xiaomi nó phải kích hoạt được cái hiệu ứng đặc biệt. Rồi, hơn 600.000 rồi các bạn nha. Thêm Leo La nữa vào thành 700.000, gần 800.000. Rồi, hơi phí nhỉ, đỡ đòn. Hay quá, nó muồng. Rồi, tuyệt kỹ đánh cả hàng dọc của Chrysalis vừa rồi. Phải nói là hết sức hiệu quả đúng không các bạn? Hết sức hiệu quả. Mình cho rằng hết sức hiệu quả. Đã làm bay luôn cả một hàng, bao gồm Kaoret và Eurizy về đội bạn. Mình cho rằng đấy là một trong những cú có thể gọi là cái gì nhỉ? Đóng góp vào cái chiến thắng đợt này. Cá phải chết đồng. Rồi, hơi nhọ mà téo. Các bạn chú ý là Leo La dị của bên mình vẫn chưa kích hoạt cái gì nhỉ? Nó vẫn chưa kích hoạt cái gọi là double kill đúng không? Rồi, ok, tuyệt vời. Mình vẫn còn cửa các bạn ạ, vẫn còn cửa. Rồi, cố lên. Rồi, khó quá nhỉ, Leo La dị bên đội bạn bằng. Rồi, ok. Quan trọng là cái thằng Omega Dugo này các bạn này. Nó thủ quá trâu đúng không? Quả đấy lại đỡ đòn nữa. Chứ quả đấy mà đôi bạn không đỡ đòn thì mình nghĩ rằng có cơ hội đấy các bạn ạ. Có cơ hội đấy. Có cơ hội thôi. Rồi, ok. Thôi, thua tâm phục khẩu phục thôi. Quên nữa, cũng không để ý là bên Sumo đã thức tỉnh vũ khí chưa đúng không? Nên thành ra là cũng không biết đằng nào một lần. Hôm nào để mình cái gì là kiếm một video, kiếm một cái ác thức tỉnh vũ khí Omega Dugo rồi để làm cho anh em. Đấy, giả dụ như mình đánh thêm trận nữa thì có phải thơm rồi không đúng không? Sao ông lại xuống hạng 6 thế này? Rồi, các bạn ấy thấy là cái gì nhỉ? Nó rất là khác biệt đúng không? Đấy. Mình bảo rồi, mình vẫn có tỷ lệ thắng tất cả mọi người trong server, trong đó cả Sumo luôn. Nhưng mà nó là tỷ lệ không phải 100%. Tỷ lệ của nó là dưới 50%. Mình nghĩ là bây giờ nó rơi vào khoảng độ 30-40%. Rồi, với Oshinbang hay là Maria cũng thế. Rồi, ok, trận này thua sâu. Nhưng mà mình nghĩ hôm nay mình sẽ top 3. Chút nữa mình sẽ vào check xem hôm nay top mấy. Còn các anh em nào cái gì nhỉ, chơi thì cố gắng là từ từ thôi, đúng không? Không gì phải vội cả. Rồi, ok, mình hết lượt rồi các bạn ạ. Rồi, ok, xem hôm nay top mấy. Rồi, khá là đều tay top 3 các bạn ạ. Tương đối đều tay. Thường thường thì mình bảo rồi, thua cái dự đoán của mình từ ngày xưa. Đó là hôm nay, đó là gì, mình chỉ thua Kukov và Sumo và nó đã thành hiện thực đúng không các bạn? Thì thực một thời gian tương đối là dài, mình nghĩ đúng được khoảng 2 tuần rồi. Không kể những hôm top 1 là may mắn nhá, còn không may mắn thì mình vẫn có thể đạt top 3 tương đối là chắc chân. Với mình nghĩ rằng thế được gọi là chắc chân rồi đúng không? Như thế này được gọi là chắc chân rồi. 320 kim cương một ngày, còn bình thường ngày trước thì mình chỉ độ khoảng độ 220-240 khoảng đấy. Một số bạn ngày xưa thì có nói rằng chế độ đấu trường ấy thì nó không hơn kém nhau có vài chục kim cương, công cũng tránh nhau đúng không? Nếu mà nó hơn nhau đến hàng trăm kim cương thì thế nào? Thì công tính thế nào? Đấy, đúng không? Rõ ràng ở đây mình nghĩ rằng 20:59 không chỉ mang một yếu tố tinh thần, tức là đánh cho vui, đánh cho thỏa mãn cái thú chí, mà còn đem lại cho chúng ta một cái nguồn lợi rất là lớn về mặt kim cương. Như ví dụ hôm nay mình đạt 400 kim cương chẳng hạn, may mắn chẳng hạn đúng không? Hoàn toàn mình có thể đạt may mắn các bạn nha. Nhiều rồi chứ không phải là chưa có đúng không? Cao hơn tỷ lệ chúng lô chúng đề nhiều. Đấy, hoàn toàn có thể được. Và các bạn có thể thấy đó là cái chỉ số chênh lệch giữa top 1 và top 3 nó lên tới 80 kim cương. Chênh lệch giữa top 1 và top 10 lên tới hẳn 200 kim cương. Đấy, rõ ràng đây là một con số không hề nhỏ chút nào cả. Nên công nào chém gió là cái gì nhỉ? 20:59 canh me thì mình nói luôn là công này mình đoán thì 9 phần là 1 là không có thời gian online. 2 là đội hình bị khắc chế, không tìm ra phương án để cái gì nhỉ khắc phục. Thành ra ông sợ bị người ta đánh, không có cách nào khác, ông chối quanh thôi đúng không? Chủ ý của riêng mình thôi. Còn đâu với mình thì 20:59 cái chủ đạo nhất ấy vẫn là cái niềm vui, cái cảm giác chiến thắng.
Đấy, cái thứ hai là một cái nguồn lợi tức, mặc dù nhỏ nhỏ nhưng nó cũng hết sức là khích lệ. Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp các bạn ạ. Các bạn có thể quay được 200, 600 kim cương một ngày từ vòng quay may mắn, nhưng chỉ cần 60 kim cương, vài chục kim cương từ cái nguồn lợi tức từ đấu trường hơn được người các bạn ạ. Cảm giác nó rất là thú vị. Mình xin nhắc lại, đây là cảm giác về yếu tố tinh thần nha. Đấy, yếu tố về tinh thần là chính. Còn đâu thì mình vẫn luôn luôn đồng hành song song đồng hành hay là đồng thời trong cả lời nói và hành động, trong cả niềm vui tinh thần và giá trị vật chất, luôn luôn mình luôn luôn cố gắng để đạt được hai cái điều đấy nó đồng thời cùng với nhau, luôn luôn trong cả cuộc sống lẫn trong game các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy cái lối chơi của mình nó sẽ là như thế, nó sẽ là như thế. Qua video này thì mình cũng phải rất là cảm ơn tới một người bạn ở trong group team show nữ đã giúp mình hoàn thành từ đầu hiểu biết 10 điểm. Thực sự thì mình không đủ trình độ, ngày xưa là đủ trình độ, bây giờ mình nghĩ là vẫn có thể gọi là gì, cây quốc châu bò để làm được điểm 10 này, nhưng mà mình sẽ phải trả giá tương đối là nhiều. Và mình đã lựa chọn một con đường có thể gọi là ngắn gọn hơn một chút, thay vì thời gian khoảng độ tiếng đấy, bây giờ mình làm phải mất hết tiếng mới điểm 10 đấy, thì mình sẽ dành thời gian để cái nghiên cứu hoặc làm video chia sẻ gì đấy cho các anh em nó sẽ tốt hơn. Và bù lại thời gian đó thì mình đi nhờ một bạn nào đó trong group, mình xét lại là không có gì ngại ngùng cả khi mà phải đi nhờ vả hay cần sự giúp đỡ từ người khác. Quan trọng là bạn nó là có đi có lại, bạn nhờ cái này người khác thì bạn phải giúp đỡ họ làm cái khác, đúng không? Nó gọi là có đi có lại các bạn ạ. Việt Nam thì có câu là có đi có lại mới toại lòng nhau. Toại lòng nhau tức là cả hai bên đều thỏa mãn về mặt tinh thần. Đấy, tức là đều cảm thấy thoải mái khi được nhận sự giúp đỡ và khi được giúp đỡ người khác, đúng không? Thì mình cho rằng mình cũng rất là cảm ơn một người bạn ở team group team show nữ. Thật sự nó rất là có ý nghĩa với mình. Đấy. Một cái nguồn bổ sung rất là quan trọng. Và ngoài ra thì một miếng giữa làng mình xem lại bằng một sáng xó bếp, thấy người ta được ăn 500 điểm, 500 miếng cương mà mình không được thì nghe chừng cũng hơi ấm ức, đúng không? Mình phải nói là hơi ấm ức, phải nói với là hơi ấm ức. Còn ông nào mà nói là không ấm ức thì mình nghĩ là chém gió thôi. Quan trọng là mức độ ấm ức là như thế nào thôi, hơi hơi hay là cay thôi. Mình nghĩ là ông nào không được thì cũng tương đối đấy, hơi hơi đấy, đúng không? Mất vài ngày đấy, đùa đâu. Rồi ok, còn hôm nay thì cũng không có nhiều sự kiện quá kinh khủng đâu, chủ yếu là hồn vũ khí Omega, nhưng mình nghĩ thế là được rồi, đúng không? Dạo này sự kiện rất là ngon rồi, đồng đều, hấp dẫn, mới lạ và trải dài liên tục. Mình cho rằng cái quyền 198 đang có những cái sự ổn định rất là chính xác. Có điều thì các bài viết trên gai nào trên các group thì nó chưa được gọi là đồng đều, khiến cho người chơi có những cái thời gian nó gọi là thêm cái vấn đề gọi là trao đổi về kinh nghiệm, trao đổi về chiến thuật vân vân, nó chưa được gọi là sâu sắc và nâng cao thôi. Mình rất là mong những cái bài viết ngày xưa của Mina, của Phạm Quốc Quyền hoặc là của một số bạn khác, ví dụ như kẻ Đỗ Trần Đăng Khoa hoặc là một số Trần Minh hoặc một số bạn nào đó đấy, đúng không? Mình bàn luận về thì chiến thuật có thể nó đúng hoặc nó sai nha, nhưng mình vẫn rất là thích những cái bài viết như vậy hoặc những cái bài video như vậy để nói về các tình chiến thuật, hay là của tình giả ông lắm, ông Tú Nguyễn Sophie, ông mới đăng một cái bài phân tích. Ông cái gì nhỉ, Bushin thì dạo này quá bận rồi, không thấy đăng bài phân tích gì cả. Thì thật sự mình rất là mong muốn là có thêm nhiều những cái hành hoạt động như vậy để trong group cũng như là trong trên kênh YouTube, thì thực sự nó mới thú vị các bạn ạ. Đấy, chơi game nó không chỉ đơn giản là xây dựng một đội hình mà còn bàn luận về nó, xây dựng tính chất về nó vân vân. Đặc biệt là khi Gaena ngày càng update rất nhiều lục bồn của các võ sĩ khác, cũng như rất nhiều các tính năng mới, thì việc bàn luận, việc tranh luận để đưa ra những cái đội hình khác nhau, mình nghĩ rằng là điều hết sức cần thiết, làm cho cuộc vui không chỉ hay hơn, thú vị hơn mà nó còn được lâu dài hơn. Video hôm nay thì cũng cái gì lèm bèm tương đối nhiều. Mình cũng sẽ không làm video về tranh đoạt chế độ tranh đoạt lên server đâu. Hôm nay thì cũng tranh đoạt với một cái server khá là sâu trong nhóm, không sâu quá, nó server 114 cách nhau khoảng độ 6 server, đúng không? Nó không quá sâu. Nhưng mà cái gì nhỉ? Cái sự chiến thắng của server mình gần như là chắc chắn rồi. Do đó thì mình cũng không làm video đâu. Vì thực sự cái gì nhỉ? Chiến thắng nó dễ dàng quá thì mình nghĩ rằng nó cũng không có cái gì gọi là vinh dự lắm, đúng không? Lớn bắt nạt nhỏ, thực ra thì cũng mình nói rồi, không có gì vinh dự lắm. Thực sự lớn bắt nạt nhỏ. Yếu đánh cao nên thì nó mới gọi là cái gì đó thực sự là thú vị. Còn đâu đây là gà rán bắt ép mình phải đánh thôi, đúng không? Tất nhiên trong những cái khía cạnh khác, bạn cố gắng nuôi team của mình thật to lên, đúng không? Để xây dựng nó mạnh lên, để đánh bại các đội hình khác. Bởi vì bạn chiến thuật của bạn lấy thì tệ người, thì rõ ràng là cái gì là bạn đã thành công. Còn ý của mình ở đây là đánh với một cái server mà họ lực chiến thấp hơn và hoàn toàn là bị động, đúng không? Do họ bị động, họ bị server, bị gà rán, bị Gaena nó ghép vào với server mình ấy, thì họ phải chịu ấy. Thì mình nghĩ rằng cái đấy là phải chấp nhận thôi, chứ còn đâu cái gì nhỉ, chứ không phải là họ chủ động thế, đúng không? Chứ còn chủ động thì thực sự không hay tí nào cả. Đấy, cái đấy thì theo quan điểm của mỗi người thôi.
Hôm nay còn đâu thì anh thấy đội hình nào thế ai cũng thế thôi. Mình bảo rồi cái shop này là bao giờ mình phải cho full. Thế là... Thôi hôm nay xin phép các anh em mình cũng tạm thời dừng lại đây thôi. Chia sẻ tương đối nhiều rồi đúng không? Đấy, mình cũng đang rất là cố gắng mày mò thêm một chút về những cái mẹo miếc này chia sẻ với các anh em. Nhưng một là chưa có nhiều thời gian, hai là các bạn không có nhiều đâu các bạn ạ. Đấy, mình vẫn còn vài cái đấy mà một số biết, một số người đang dùng đấy. Nhưng mà chia sẻ ra thì mình hy vọng là Gaia sắp tới mình sẽ chia sẻ ra lốt mấy cái búp. Đấy, mấy cái búp như ví dụ như búp vàng, búp kim cương thì chia sẻ rồi đúng không? Vẫn còn cái búp kim cương khác nữa. Một vài cái búp xu hội quán nữa, đúng không? Xu đấu trường nữa vẫn có. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng nó sẽ tương đối là nát game, tức là nó sẽ gây một cái ai cũng làm như vậy thực sự thì game nó sẽ rất là nhanh tàn nên là mình không muốn chia sẻ. Thì mình hy vọng là sắp tới, tuy nhiên nhiều người dạo này áp dụng quá, server 98 hiện nay có khoảng độ 7 8 ông, kể cả top cao lẫn top thấp. Đấy, bỏ hết cả liền, bỏ hết là hội quán để đi làm mấy cái việc gọi là gì nhỉ? Cái quốc này thì mình không đánh giá cao lắm cái việc đấy. Ngày trước mình cũng có dùng rồi nhưng mình không đánh giá cao. Mình không đánh giá cao. Về mặt lâu dài thì nó gây là mất cân bằng trong game và không làm cho cái tính tổ chức của game nó cao hơn nữa, mà nó chỉ được lợi cho vài cá nhân. Chơi như thế thì chơi cá nhân quá thì mình không ủng hộ cách chơi đấy. Nên là mình hy vọng mình sẽ có một cái dịp nào đó mình sẽ bung bung cái lối chơi đấy ra để cho gà rán có thể gọi là dựa vào đó để fix đi đúng không, để thay đổi đi, chứ như này thì nó không được đẹp lắm đúng không. Cá nhân mình ấy nhá, đấy là cái quan điểm của riêng mình. Thôi hôm nay video hôm nay lèm bèm quá nhiều rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Mình là Tlu S98.